Anh cao bao nhiêu anh? Anh á? Em đoán xem. Đó. Đoán thử đi. Em đoán anh cao 27. Ừ, anh cao 27. Ui, chuẩn luôn. Còn em chắc là cao 33 đúng không? Em cao 32. 32. Đầu lắm rồi. Giờ về đây là toàn bậc não niên rồi. Em thấy kiểu các 32 năm ngoái kiểu đá nó không nhớ này, nhưng mà được cái là đá không kiểu đá vừa cười vừa đá ấy. Ừ. Mà kiểu đá nghiêm túc luôn ấy. Ừ. Năm nay thì vừa nhìn nhau vừa cười thì mày đá đi sao tao đá mày một cái. Kiểu kiểu đấy. Thôi thì mình cứ kiểu thoải mái lên chút, nó cũng không quan trọng lắm đâu. Bởi vì là đây vẫn là một cái mang mục đích là giải stress, vừa tập và giải stress luôn. Ừ. Chỉ nếu mà nghiêm túc hẳn thì là mình có thể vào các cái lò đào tạo rồi. Dù sao thì đây vẫn là mang tính chất là một câu lạc bộ để sinh hoạt.